Bữa hôm có trên mạng thì nó nói chém chém não được. Còn mày á. Để phát hiện tiếng bà con đi. Cái này có thầy Phim Thảo dạy dạy vô quá nha. Cầm cây. Dạ không? Ờ. Con đập vô cổ quá, đập đúng. Bước tôi đập. Ừ là ai đó, chết mẹ rồi. Nếu mà chú đỡ tay gãy thì bước vô đập đi, ai đứng ngoài. Sao mà đập cho bảo chứ. Đập cho tôi bảo. Con đập mạnh vô. Đúng chưa? Con phải đập cho lẹ. Đập lần thứ hai. Gãy tay. Bước lại. Đâu bước. Đúng chưa? cái này có mà cái này con cũng có học đúng rồi, ok. Tụi nó đánh nhẹ từ, bây giờ con nói thiệt, con đập mạnh luôn vua xong được tụi nó vẫn chơi quá con chú quýnh nó quậy chỗ đó đó con quýnh kiểu Thái nè, đứng trước vô bước vô đập Thái nha. Bây giờ là Thái quýnh nè, bước vô anh này chụp bắp. Thấy chưa? Cái này nó tắt tắt. Chụp bút bắp. Rớt liền. Thấy chưa? Thái đúng rồi. Bên mình còn màu mè kiểu này. Còn bên Thái nó uống một phát một con nghỉ thở về bắn phở luôn. Chứ học nhiều lắm. Đó ta nó quýnh ta gãy răng. Ta hiểu. Nên cái đòn thẳng mà chú chỉ con đạp hoài nó giống như cái cây đó. Bây giờ con muốn đá đi, đá chỗ nào cứ chú xỉa vô, đá đằng sau chú xỉa vô thì cũng giống như mình đánh đó, con đá xỉa vô ta chú cậu con đá chân sau chú xỉa vô đó, rồi con muốn đá sao xỉa đá chân này vô thì có thấy không, nhưng mà đây là đá bể ngực để chú bá chị vô đá đi, đá vô tay vô chịu sao nổi, nhưng mà chú bá quýnh được. Bán. Để cho bác chọn. Dán vô rồi. Chọn. Rồi đá vô tiếp. Thấy chưa? Ba vô liền. Chứ không. Con làm mất đà. Cái tay này nó cua. Một chân trước chú chị được hết. Được đó. Chân này phải không? Đá rồi. Chân sau đá vô. Bông đi. Chân sau sao? Bông. Vô đây nè. Chứ không vô đây đá bể em chuột. Nên chân trước mình vô rồi. Mình không sợ nó. Mày biết lá này khèo đá đi, còn nếu mà không được số giờ vô quá tao tự tư số đích đến ví dụ như chú ba, chú ví dụ con đá này con đá rồi cái chú không có con đá vô mặt chú ba kéo số rồi con đá chứ sao đá kéo sao đi số nhẹ chú ơi hiểu không. Đấy, cái thưa các bạn, nhà chú bá thì khá là chật chội. Đồ nghề như vậy thì rất sợ trong quá trình mà tay thằng Thành đó thì phạm xảy ra sự cố. Cái chân con thì chú còn phá được, mà đừng nói cái tay hết. Ừ. Mình thấy được người ta vô tới cái điểm này, điểm A. Đây là điểm B. Mà nó vô đứng chính giữa là con ra vô. Chứ giờ vậy sao giờ vậy rút ra nó chọc không sao. Không hiểu không? Cái nguyên tắc nó là như vậy. Cái điểm này ở đây mà chú chưa vô điểm thì chú có lặp lại được, nhưng mà đúng chính xác vô là không có vô được. Vô cái tay chụp vô rồi. chụp cái này chụp không được không đỡ thôi, cái này đỡ cái này chụp ra hả nè cái nè bóp xong mới quấn nhẹ rồi em gãy nè. chụp bao nó vô cái cụ chỏ này nó nặng đòn lắm, chưa nói là con tập chỏ là phải vừa ghê lắm, con phải đi cái chân chỏ, đi cái chân chỏ ở dưới đó tập quen á đó. Rồi cứ bắt đầu chú bá từ từ chú bá đi lại thằng kia lại cho con, để con quay cho nó đẹp cho bà con xem mấy ha. Cái này ông đi lát nữa cái này thấy chưa nè. Tập chỏ đấy mọi người đó. Thở chết mẹ luôn nè, nó chai rồi. Rồi bắt đầu cúi xuống không nè. Đây là cái tập cưa của chú bá nha mọi người. Cái này là gì?
cái này nó liệt, nó bán thân mẹ rồi. À rồi rồi, thấy ở nhiều ngã tư là có mấy anh là tập cái này mà hóa ra là tập cựa. Rồi, thấy rồi. Rồi. Còn tay tụi nó tập á. Tại vì xưa chú ba dở chân chạy luôn. Nè, để vậy nè. Nè, nó cứng được cái này, nó cứng cái này. Đó, vậy. Đó, dúng vào lên. Mà thấy mẹ luôn. Có cần hãy kêu chú? Hãy, hãy nhưng mà phải chịu lâu. Nó đếm tới 180 tiếng đó nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hồi đó đường 180 tiếng giờ. Mẹ mới 8 tiếng sủi mẹ. Ba đứa đứng, nó là 200 tiếng luôn. Đang rung rung rung. Nó cứng được cái này. Rồi nó tập vô cái số ngoài của vậy. Đó. Quấn rút ra quấn thua ta rồi, con quấn dày dày được rồi, con đã thắng ta rồi. Còn cái tay của nó quấn xúc như vậy, nó gọi là tam quan thủ, phải mở được tam quan quan thủ. Nó nhiều cái tập lắm, nhưng mà không biết thấy nó tập có quỷ gì luôn mà nó cũng chống mặt như mấy thấy. Nó tập giống quỷ, vì tụi nó quấn hết đó, tôi quấn thằng kia xỉu luôn cho nó là cái đoạn. Nó gãy tại tập sát quá rồi, con đỡ lên vậy nè, nó gãy mà chú lên rồi, chú đã lên rồi, đã liệu rồi đó, nó liệu rồi, nó liếc nó đụng đứa luôn, gãy tại gãy nè, gãy luôn, nó quấn chậm còn lâu quá đó, là cũng biểu diễn mày chơi chứ mày nhào vô đá nghèo giá hơi đầu đỏ mệt lắm. Dương Vũ võ dài đá dập giấy. Dương Vũ võ dài đá dập giấy. Tôi khá nhất còn hòn giấy. Quấn nhỏ lớn gục. Quấn chi nó mệt. Già rồi lớn tuổi rồi quấn về rửa hòn giấy quấn. Quấn chi giấy nó. Cái bỏ chạy. Chúng cái được cái nào chúng. Còn lâu con quấn nó xỉu luôn, nó chết luôn. Quấn nó chết luôn. Thế à. Con thấy trên đời mang cookie hơn mà rá còn xỉu. Nên là chú Dũng chú có cái món gọi trốn nhanh mà lấp kỹ đó. Trốn nhanh, chạy nhanh mà trốn kỹ nữa. Chạy nhanh mà phải trốn kỹ nữa. Chứ không kỹ là nó tìm ra là chết của nó. Nhiều cái người. Thế võ thật có đừng nó vô biên lắm. Học hoài không ở đâu. Cho đó cho mừng sức tao rảnh nữa. Nhớ dạy chú mấy cái lóc cái khá rồi, quýnh gói rồi, chứ tập bát rồi như thế nào chú mới hiểu được. Tại sao tụi bay cứng quá vậy? Nó đá mà thấy vô không. Bung 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 đã vô cổ. Tập bát rồi chú bác. Tập bát đó, tụi nó tập bát nó ghi lên một chân đá mấy chục cái đó. Rồi đưa giày đó rồi lên có rồi sao có đưa giày á. Rồi lấy tụi mấy cái đó. Đấy tập bát rồi chú bác. Ủa đó rồi tập bát rồi. Tập mở bát. Bên Việt Nam mình tập cũng giống nhưng mà sai kỹ thuật á. Nó tập nó có chỏ gói nó đá cái chân bát không đá ba mấy cái 60 cái một chân một. Ủa đá con nội chứ có nước tao nước đụng á tao vô vậy tao xô mẹ tao chạy ra chứ hơi đâu chịu nổi tay chân nào nó đá sốt cốp tại cái tay mình cũng đi lớn không quyển tao đi lớn thì sao đá lại đỡ sao nó đá nó phèo phèo chết mẹ phèo một hai cái rồi chạy ra chứ ở nhắm một cái là đi ngon tao đá một cái rồi đi luôn chắc vậy bảy mình quýnh nó xưa cái đó nó quýnh cái chỗ chắc đá vô mặt ra cặp đá bóp cái biết sao con giao bộ con đá hụt cái thay vì mặt con giao báo uống vô mặt con nhưng mà cũng đá xèo con bỏ qua muốn được mẹ đi bóp kéo nhỏ lại kéo nhỏ xuống thấy chưa một cái con đá vô mặt vô anh đá mặt đùi là uống được que bắt thấy chưa thì cái tay người ta che rồi tốn chết rồi làm cái loại thứ hai con đá nhẹ đá vô mặt bóp uống được que thử coi trời ơi uống người quá thấy chưa con làm lại con đá rồi chậm hụt thấy không làm chấm không buồn anh giữ cái chân mẹ té mẹ rồi còn đau người quá con đá lại chú bá chị thấy không bóc thấy không cái chân này nó dưới đây thấy chưa đúng không nhưng mà con quýnh hai nhịp quýnh nhịp bằng đá lên rồi đúng rồi rồi kéo cái chỗ lại đúng không khi đó bắt đầu con đá vô mặt chú bá nè đá cứ bóc thấy không buồn mẹ lắm tao kéo mẹ tao ngồi tao kéo té mẹ rồi còn đau quá anh ta quýnh xảy lưng quýnh cái gì rồi quýnh ra thứ hai đá vô ăn cả tôi bóp cũng muốn là tôi phải chút cái này hụt rồi đấy chưa thấy không hụt phải không thì cái này lên rồi chú quá quýnh cái này rồi chứ gì không còn đỡ còn đá vô còn làm nhẹ đá bụng
quánh phải học không? Có giác ta muốn lên bóp mẹ rồi. Tôi que cho xưa rồi. Muốn đồ que quánh á là phải con quánh, quánh cái đồng giả. Ví dụ con đá vô mặt cái quán bọc, thì theo rồi con bọc mặt vô nhai đỡ một kéo này nhai nè, ôi quánh cái này không ai quánh hết ra này, quánh hết ra rồi nó kê. Thì cái đòn đá nó giống như kiểu này, thì cái đồ que cũng vậy, con quýnh, quýnh đồ que qua, thấy không, cái này phải không, có mạnh phải không, ốc, cái lướt mạng rồi con quýnh đồ que ngược lại, ốc, quýnh xây lưng là dở rồi, quýnh xây dương là phải chát, mất tầm nhìn. Bây giờ con biết quýnh vỏ hay vỏ xô, vỏ xô vỏ là chưa biết quýnh, vỏ xô, rồi giờ cái vỏ xô này. Con đá vậy cho bác. Bung! Bún đau rồi. Xịt thuốc cho bác. Ủ lại. Đó con vừa cắt đá. Xô. Ui xô xô xô. Rồi bắt đầu con đá vô hông cho bác. Bún đi. Cái đó gọi vỏ xô. Xô không chết. Xô phải biết cách xô. Con xô nghe mạch. Cái này là gì? Là con rờ vú. Chứ không phải là xô. Xô làm sao khi mà cái tay con đưa ra đây nè. Khi con đưa ra đây con bước gồng. Con thấy chú xô không là nó muốn sập cây nè. Bây giờ con im rượu nè, ngồi đứng ở bên không biết nè. Đâu con xô đi. Đó. Hiểu không? Tức là cái tay của nó chọc lấy con chim vô. Đúng không? Ờ. Thấy chưa? Thì nó dạng rồi đó. Con chọc ra rét vô. Thấy không? Nãy xô nè. Đã đá luôn trong cổ mà. Học gió xô mà học còn không còn không xong nữa. Xô mà con nói là xô thì đá đâu mà không để con quýt gì. Thấy chưa? Nhưng mà con thấy cái xô té không? Để. Con vừa té, chú đá thì cái ọc phía trước vô cái bánh hỏng rồi. Nó lực nó nhảy vô nữa rồi. Nhưng mà xô thấy rồi chưa? Nên thử tại sao Thái mà nó làm vậy? Cứ tự nó để cái này hả? Còn lâu quá. Nó là cái cáp của nó đó, cái xô của nó đó. Con đưa cái tay vô là nó chặn ra. Nó chặn rồi là con đưa cái tay vô nó chặn mẹ rồi sao quýnh lại nó. Nó bóp bóp. Ủa con gái bút gì cho động á. Xô động biển. Mà nó thấy cái tay người ta dày. Người ta vô ra. Chút cho anh này. Chút đó ha. Bây giờ anh. Con biết á. Cái xô nó nhiều điểm lắm á, chứ không phải đơn giản đâu. Em chụp cho cái ảnh. Ví dụ con quay chặt vào rét vô. Thấy không? Rồi cái xô mẹ. Không quýnh nha. À, quýnh nó đã bạc. Rớt rồi. Rớt. Thấy chưa? Thu mẹ rồi quýnh lại, không lại cái xô nữa. Không chú bạch lại xô. Rồi cô hỏi cho thấy một lễ quyển mà xô về xô. Ta có xô, ta xô. Xô cái gì nhưng mà con thấy xô rồi không? Xô mặt cái ông hồi đó có ông kia nó bự con chú bá nó vô. Rồi vô é mày đâu thấy chị hết chú bá nè. Chú kéo đá chú bá đi. Đá bạch đá rồi. Đó, ù, nó tọt vô. Xe ở đá lên liền chú bấm. Chứ sao vậy? Sao vậy? Vậy vậy. Nhưng mà con thấy đơn giản không? Đơn giản không? Nó là nó chơi con thôi. Thế là vậy. Không phải xô đây. Được chưa? Nó lựa ngay chỗ này con nè. Con vừa đá là còn cái chân này vậy con đá lên chú bấm rất nhẹ. Đá lên là nó xô căng. Cứ gạt con gãy cổ rồi. Con đừng giận trời với nó. Học cái gì mình thấy khiêm tốn mình mới học được người ta. Làm lãnh đạo không khiêm tốn thì không lãnh đạo. Học võ mà cái nói ta giỏi không ai dạy cho mình đâu. Nổi cái chân nó phát. Chú 1000 phát cái chân con. Cái chân sơ là chơi xấu không à. Giờ con đá không chú bá. Á, đau. Rất nhẹ lại chú bá. Đá, dặn gãy mẹ. Làm của. Cái đó gọi là xấu. Quýnh cái gãy luôn. Tại vì khi mà căng nó ở đây lên, nó dặm ở chỗ này thì con đá rồi chỗ đó quýnh cái gãy rồi. Còn dính sưng á, nó quýnh cái tay là thủ rồi ta. Vậy bán lẹ chưa? Người ta chú quýnh chỏ mà chú quýnh chứ sợ chú mặt con đứng thủ. Nè một nè. Rồi mình lẹ một nè. Thấy không? Hai nè thủ. Thấy không? Ba. Dịnh xưng đúng cái đó. Đó chú đâu có xạo.
vừa chấp rét, chấp rét liền, chấp rét đi, chấp rét phát, chấp còn chấp để hữu tao quá cũng không chung đâu. Phải không? Đồ bốn này. Cái tay chiếc này là tôi không càng kéo lên được. Cái dựng xương này. Nhưng mà bỏ cái tấm của đàn bà tôi cũng được. Đàn bà cũng vậy. Vậy sao anh? Đánh cho nó tự nhiên anh. Dựng xương cái tay nó hay lắm.